Hello anh em, chào mừng anh em đến với chuyên mục đầu tư crypto của mình Thì mình là Dũng Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại các cái dự án mà mình đã gom trong vòng 8 tháng nay Thì thứ nhất là con DIDX Thì con này thì mình đã đi 8 tháng nay Và mình đã gom được là 3 chín con DIDX Đây, thì giá đi của mình là 2.47 nha anh em Như anh em đã thấy đây giá đi sai của mình đây mình đã đi sai liên tục trong vòng là 8 tháng đó và trong vốn 100.000 đô để đánh anh coi thì tỷ lệ phân bổ vốn của DDX là 6% nha anh em tương đương với khoảng tầm 6.000 đô thì hiện tại là mình vẫn đang đu con này nha anh em trong vốn đánh 100.000 đô thì cái vốn này á, là không tính BTC, ETH và BNB nếu mà các bạn muốn an toàn á thì các bạn để 80% vốn và BTC, ETH và BNB nha và các bạn chỉ dành khoảng tầm 20% vốn để các bạn đánh anh coi thôi đó thì tạm thời thì mình đang lỗ con DDX này thì anh em nhớ follow kênh của mình để theo dõi các thông tin hữu ích về crypto và các cái tỷ lệ đầu tư phân bổ vốn như thế nào trong crypto cho hợp lý nha